lễ, chư khanh hãy bình thân. Chúng thần đội ơn hoàng thượng. Khâm thiên giám, hãy tuyên đọc chiếu chỉ của quả nhân cho các quan được biết tin vui điệp lành trong nước và giáng hịch khắp nơi để thần dân vui mừng ngày lễ hội. Tuân lệnh. Thuận Thiên thừa giận, Tông Hoàng đế kêu rằng: nhờ đại đức hồng ân, Tông Hoàng hậu đã lâm bồn sảnh đông cung hoàng thái tử. Cơ nghiệp đã có người kế trị, chẳng còn lo giặc dữ, chỉ biết sống an nhàn. Nay kêu chỉ sắc ban, dân được hưởng 3 năm tha thuế. Tống triều hoàng đế lệnh chỉ mở tất cả các nhà lao, ân xá tội nhân hồi quê lập nghiệp, lại bổ cho phần công khố, chuẩn pháp cho dân nghèo. Còn tội nhân được ân xá và chuẩn bị lo xe gắm, 100 cổ hàng y, heo, trâu, bò và luôn cả rượu ngon, gửi ra biên cương phía Bắc cho các chiến sĩ vì quê hương ngày đêm lo chống giặc. Tống Thiên Triều hoàng đế khâm thử. Truyền ngữ thiện, tương ngữ tấu. Chỉ dưới chúng thần tận lực báo quân ân, nguyện trọn đời vì nghiệp đế xả thân, dù tan xác lòng chung không đổi một. Cơ nghiệp Tống ngày nay như tường đồng lũy sắt, chẳng phải một mình Trẫm làm nên đế nghiệp, mà là nhờ công lao hạng mã của các khanh. Cùng một lòng giữ nước với toàn dân, nên cơ nghiệp Tống Bang không còn chịu cảnh lầm than cơ đất à. Nhớ lại ngày nào còn mở rộng đất đai, ôi thật là quá chua cay. Người không rời giáp ngựa chẳng hơi thiên giám, đã lãnh chiếu triệu ra biên cương phía Bắc đã 8 ngày rồi, sao chẳng thấy hồi triều? Muôn tâu hoàng thượng, thần đã cho người và ngựa lưu tin, nhưng đến giờ phút này thừa tướng hồi triều. Dạ, thần về chẳng kịp giờ, dập đầu trăm lại mong hoàng thượng rộng lượng tha thứ. Được kiều, thần vội vã lên yên giao tất cả toàn quyền cho tổng binh Lưu Kế Xương, 20 vạn quân điều khiển, thần một người một ngựa, 3 ngày 2 đêm ròng rã, 7 lần đổi ngựa ở các trạm lộ, nhưng về cũng chẳng kịp giờ. Tội khi quân thật là đáng chết. Tể tướng hãy đứng lên, đừng quỳ mọp làm cho Trẫm càng thêm chột dạ. Vạn tạ hồng ân tha tội khi quân, thanh hoàng vạn vạn tuế. Lý Thiết Hổ, Tống Kim Long.
Tể tướng, nhớ lại thuở xưa, hai ta còn là hai kẻ mài xanh. Rất tiếng dời non bể hạ một tiếng tung hoành. Tấn mã hoành cao khăn chém người như ra. Tôi mặc dòm trăng, hai ta ngồi trở yên nữa. Tâm sự với nhau câu chuyện giữa chiến trường. Như giấc mơ ngày nào giờ đã thành sự thật, chứ nào phải là mơ. Dạ, thần gấp rút lên đường nên thất lễ, chẳng có việc làm quà lưu niệm cho thái tử. Ôi, bất chấp, sự có mặt của khanh là một điều vinh hạnh cho đông cung thái tử, có phải không? Có phải không các khanh? Dạ đúng, vừa là bạn chí cốt giữa rừng gươm, vừa là khai quốc công thần Lương Đống. Muôn tâu gương sáng trong hậu thế soi chung, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quý vũ bất năng phước. Hay lời các khanh chúc tụng thật hợp ý ta. Bổ thần truyền cho nhạc công trỗi lên khúc du dương, để ta trọng thưởng người anh hùng nơi chiến trận. Rượu đâu? Ôi! Nhạc công, hãy chuyển sang khúc nhạc bình xa, để ta cùng ông bạn nhớ lại ngày nào trên yên chiến mã. Tường Long Phụng Kim. Dùng ngọn kiếm quanh đao sóng lửa, sát quân thù mở rộng biên cương. Dùng gươm thần sông lửa, xa quân phù gia mà xoay làng đường tử sân, ta cùng bên nhau. Tể tướng, như lúc trẫm hoành đao trạm tương, say máu thù nên bị giặc bao vây. Thanh chẳng bạc tự nhất sanh, nhất nhân, nhất mã, khai phá dòng dây bảo gia. Chẳng nhờ có khanh như nắng hạn gặp mưa, có khanh bên cạnh như diều kia gặp gió. Lửa hận thù tâm can nung đỏ, chẳng nhờ có khanh mặc sức trầm tung hoành. Một chém, một đâm, một đâm, một chém. Kinh thành đã bị bao vây. Binh của ai? Dạ 20 vạn quân biên trấn xu về do tổng binh Lưu Kế Xương điều khiển. Trời! Chết ta rồi. Tâu bị hả? Quá tội.
tổ thần đáng chết vì nắm lòng phi mã hồ triều nên giao toàn quyền 20 vạn quân cho Lưu Kế Sơn điều khiển. Nào ngờ hắn manh tâm làm loạn, xin bệ hạ ban lệnh chém đầu thần. Lưu tướng quân, trước Kim Loan Điện sao chẳng mập quỳ? Hãy thủ lễ, kẻo Lưu tướng quân mang trọng tội. Quỳ à! Quỳ! Đôi chân ta quỳ đã nhiều rồi, đã đến lúc tập ngồi cho thoải mái. Cả ba đời còn mang ơn nặng sau, dình cho đoàn câu trung liệt. Học đòi làm gì theo kẻ thức ngu, lập nước vua ban đánh đổi ngược lại bằng máu xương. Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt ở biên cương, đối mặt kẻ thù sống chết tựa đường tơ. Kim lý đoạt thành mặt tình giờ giết của họ, để rồi triều đình nhỏ lập nước ban cho. Trong khi khắp cả kinh thành sống cánh xa hoa, đâu còn nghĩ gì nơi chiến trường binh sĩ đang kêu ca. Đêm và ngày chịu cảnh tuyết phủ mưa xa. Ê Sương, muốn gì thì hãy nói mau đi. Điều thần muốn là điều bệ hạ đang cần. Người nói thế có nghĩa là? Nghĩa là ngai vàng này không phải của riêng ai, đã đến lúc phải thay người kế vị. Phạm thượng giáp sĩ quan, trực điện quan. Im lặng. Các ông có thấy không, vô tài kém đức mà cũng đòi trị nước chăn dân. Các ông đồng ý với tôi chứ? Im lặng có nghĩa là đồng ý chứ gì. Vậy thì các ông nghe đây, hỡi ba quân tướng sĩ! Tướng sĩ ba quân! Người được thay thế cầm quyền trị nước chăn dân phải có đức có tài, người đó không ai khác hơn là ngài Tể Tướng! Không! Ta đã bảo rồi, ta không làm thế! Đã đến lúc phải thay đổi rồi, xin mời thừa tướng làm lễ đăng quan. Không, ta không thể làm như thế được. Suốt cuộc đời gia tộc mang tiếng phản thần. Phản thần à? Thưa ngài, tôi hành động đây là vì nước vì dân. Còn ngài, ngài vì trăm họ hay là ngài vì một họ? Nhưng ta không nhân vị gì cả. Ngài muốn được sống an nhàn bên vợ đẹp con xinh thì phải ký tên vào tờ thoái vị. Ký thoái vị? Đúng, thoái vị. Lương tâm chỉ vì nhung gấm ma quy quyền. Nhân thế đảo điên, thói đời lừa đảo ưu phiền. Giao tất cả binh quyền là cho ta tất rõ lòng người đen bạc, là bẫy đập chăn mồi cho ai đặt trọn niềm tin. Khao khát của thanh hoàng là mong có được đứa con thái nghiệp đế, lấy đức của dân sinh bình thiên hạ. Nhưng giờ đây bệ hạ trót lầm người xa.
mi là kẻ xấu độc. Tuy thân ta chỉ còn đôi cánh tay không, nhưng cương quyết đập tan và san bằng bao chướng ngại. Coi kìa thượng thơ, sao ngài lại nóng nảy thế? Thượng thơ! Lũ ngu dại, ha ha, hãy đem xác chúng nó vào trong. Còn ngài suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ một chữ ký thì sẽ được sống an nhàn bên vợ đẹp con xinh. Ký liền đi, ký. Sai lầm ta phải ân hận đến ngàn sao. Tung hoành trên mấy mươi năm mới tạo dựng được cơ đồ, chỉ trọt đặt niềm tin đến hùng thiên đành xa lưới. Không thể đường nữa rồi, xin hậu hãy hiểu cho trăm. Tầm lòng châu, con sẽ là vua. Con ta sẽ là vua. Vì thôi ha,
dạ mang. Ta đi tiện cũng chỉ vì cha nàng. Quyền Nga ơi, chính cha nàng đã khiến ta làm điều đó. Không, không. Đây, nàng hãy nhìn đây. Phải, im bội của nàng. Trên 20 năm ta giữ nó bên mình, như giữ mãi một mối tình tuyệt vọng. Ôi ngày đầu tiên thật là thơ mộng, ngồi bên nhau tặng kỷ vật cho nhau. Nào ngờ cũng chỉ vì chức trọng quyền cao, cha nàng chấp thuận tấn cung nàng làm hoàng hậu. Kể từ đó ta như điên như dại. Ta đã thề sẽ làm cả những gì tội lỗi nhất trên đời để kiếm cho bằng được quyền Nga trở lại. Nàng mãi mãi sẽ là của ta, của ta. Nàng sẽ là của ta. Nàng có biết đâu, bấy lâu trong lòng thầm yêu ai, tống kim long đoạt nàng trên tay. Bao năm ta ôm sầu, giờ đây ta toại nguyện. Nàng mãi mãi sẽ là của ta. Không, ta thà chết chữ tình xin giữ vẹn, cùng quân vương nơi chính sông. Sống cho trọn tình, đừng quan trách kẻ si mê nhân tâm không thương nàng. Đạo phủ quân, đem hoàng hậu quyền Nga ra pháp trường, cho nếm mùi voi dài ngựa xé. Khoan dừng tại lại. Tại sao cô ngăn cha? Bẩm nhạc gia. Mà không, tâu nhạc dương. Bẩm tướng công, nếu nhạc dương tôi muốn làm nên việc lớn thì trước tiên phải biết thu phục nhân tâm. Bẩm với ngài, nếu ngài để cho nhạc dương tôi hành động sai lầm thì kẻ sĩ hiền tài đều xa lánh. Tai họa xin nhạc dương cần nên tránh. Đừng để tiếng đời dị nghĩ rằng nhạc dương là người thí chúa đoạt ngôi. Vậy theo ý của ngài? Theo ý tôi, ta cứ phao tin đồn rằng bệ hạ đã xa băng vì quá xúc động đành xuôi tay nhắm mắt. Ban ý thị cho toàn dân được biết, 3 ngày sau sẽ làm đại lễ quốc tang. Việc đã xong, ta phải chọn người tài đức vẹn toàn lên kế vị ngai vàng trị nước cả triều đình.
Cả triều đình như hàng thần lơ lão. Còn hoàng tử? Hoàng tử Tâu Nhạc Dương, hoàng tử tuổi vẫn còn mắng sữa. Bấy đâu? Dạ. Đem xác Tống Kim Long vào hoàng lăng, giam hoàng hậu Huyền Nga vào lãnh thất. Tâu Tân Dương, chuyện gì? Như vậy đâu còn ai dám chống lại Tân Dương? Đúng. Hay lắm. Tâu Nhạc Dương, thưa ngài, dạ còn chứ. Còn ai? Nam Bình Hầu Ngũ Phụng Giao. Tuy Ngũ Phụng Giao chẳng lâm triều gì ngoa bệnh, nhưng Nhạc Dương chớ quên Ngũ Phụng Giao là một tướng tài. Muôn tâu có khó chi đâu. Thì đó, sách có câu tiên hạ thủ di cường. Được, được, được. Ta chuẩn tâu. Dạ khoan. Tâu Nhạc Dương, người xưa có câu: đất không lành chim sẽ cất cánh bay, suối không mát nay chẳng về soi bóng. Nhạc Dương đã quên rồi sao? Kim và Tống đôi bên còn tranh chấp, sao ta không nhớ đến câu thêm bạn bớt thù? Sao thêm bạn bớt thù à? Phải. Trước tiên ta cứ chiêu dụ Phụng Giao về phe cánh, sau đó ta ban giao cùng với nước Kim chấn chỉnh nội tình Vũ An Lê Thứ. Đã đến lúc trăm họ đều yên thì đâu còn ai dám chống. Hay lời nghĩa tế phần hòa hữu lý, cha che qua thật rất bùi tai. Nếu Nhạc Dương không chê con là kẻ bất tài, con tình nguyện làm người thuyết khách. Được, con là con rể của cha, cha không tin con thì còn phải biết tin ai? Con sẽ là sứ giả thay cha làm thuyết khách. Muôn tâu, còn việc trước mắt là ta phải làm ngay. Trảm thảo trừ căn, chiết chi phạt mộc. Hay việc rắn ta dứt cho hết độc, đốn cây ta phải dứt chồi. Dạ chỉ cần một bầu độc dược mà thôi. Ép hoàng hậu phải uống là ta diệt trừ hậu hoạn. Được. Ta xuống lệnh. Dạ khoan. Kìa, tại sao con lại ngăn cản? Con cản ngăn đây là muốn giúp ý kiến cho Nhạc Dương. Tại sao ta lại dùng mưu hạ sách? Theo ý ngài ta chọn kế nào? Theo tôi, ta nên dùng đến kế mèo khóc chuột. Mèo khóc chuột? Phải. Nghĩa là Nhạc Dương phải tỏ ra người quân tử, phải giả vờ khóc mướn thương giai, khóc cho tình đời nghịch cảnh phân hai, khóc kẻ dương gian người âm phủ. Rồi sao nữa? Sau đó gắm nhiễu lụa là ngọc ngà châu báu, ta mua chuộc lòng bà bằng mọi cách tình thương cho kẻ hầu người hạ, rồi dùng lời ngon tiếng ngọt, đến lúc lòng bà chao đảo thì bà phải cân phân hai lẽ thiệt hơn. Giữa đông cung cùng với toàn dân, dân vì quý cần người kế vị. Đến lúc đó bà không cần suy nghĩ, mà bà ta cũng không có quyền suy nghĩ nữa. Việc
cả triều đình này chỉ có cha là người tài đức vẹn toàn. Sự nghi ngờ trong dạ không còn, thì bà nhất định ký tờ thoái vị. Khi ta đã nắm được tờ thoái vị nhường ngôi, đến lúc Nhạc Dương đã nắm tờ thoái vị trong tay rồi thì sẽ không còn mèo khóc chuột. Ma La, Ma La. La Miêu Sát Thử. Bình phục lại ngay và phải tĩnh dưỡng đúng 100 ngày. Người bảo đảm bệnh tình sẽ qua khỏi. Uống đi phu quân. Phu nhân. Dạ. Thuốc thang chi chỉ thêm vô ích mà thôi. Ta đã thiếp đi được mấy ngày rồi hở phu nhân? Dạ, đã 3 ngày. À, không, chỉ mới có 1 ngày. Không, phu nhân đừng giấu ta. 3 ngày đã 3 ngày qua, thay đổi biết bao nhiêu là tay qua. Đã 3 ngày rồi, 3 ngày tông thất. Tướng công, 3 ngày rồi tông thất rủ màu tan. Đã 3 ngày qua, dân chung sống trong cảnh hoang mang. Rồi đây máu sẽ đổ, dân sẽ khổ. Vậy mà ta vẫn ngồi đây để mà nhìn nước mất nạp. Tướng công, xin tướng công đừng nên nhắc lại thêm đau lòng mà thôi. Thuốc thang bình phục mới rửa nhục được cho non sông. Nghiệp đế suy vong là do có như thế thiếp đây mới an
dạ, mong ngày mái gió thuận mưa hòa. Xin chàng dùng chén sâm thang để bảo an sức khỏe. Cảm ơn phu nhân nha. Dạ, bẩm phu nhân. Điều chi? Có ngự tiền đô quý bảo giá đại tướng quân xin vào bái kiến. Hãy ra bẩm lại, tướng công ta ngoạ bệnh trầm khá, chờ dịp khác sẽ cho người sáng tạ lỗi. Khoan đã phu nhân. Ta đoán ra chắc chắn sai lầm. Nó lãnh lệnh của Tân Triều đến đây để làm du thuyết. Kìa, tướng công. Không sao được phu nhân à. Nô tì. Dạ. Chó mời vào. Kìa, khoan đã, tướng công. Nhưng bệnh tình của tướng công. Kìa phu nhân, không sao đâu phu nhân à. Ta nhớ lời của phu nhân rất kỹ. Không dạy gì mà ta đi thí mạng với cái lũ chó săn. Phu nhân, phu nhân hãy an tâm vào trong an nghỉ để mặc ta nghinh tiếp nha. Nô tì, chó mời vào. Dạ, giáp bất trụ tại mình, bất năng toàn lý, xin ngự tiền đồ quý miễn chấp cho. Coi kìa, ta với đệ là bạn thâm giao, em đừng khách sáo. Tưởng đâu ai xa lạ, thì đây là người bạn đồng hương của ta đây đó mà. Vậy mời đại huynh ngồi, mời ngồi. Cảm ơn hiền đệ. Sao, thế nào? Hôm nay đại huynh đến đây chắc là có tin vui thì phải. Phải, đệ đoán chẳng sai. Ta đến đây để báo cho hiền đệ một tin vui. Này, thời cơ đã đến rồi nha. Nghĩa là sao? Nghĩa là vua đã chết. Cả triều đình đều thay đổi thì cuộc đời đệ cũng phải đổi thay đi chứ. Đại huynh, xin đại huynh cứ việc nói thẳng. Ta nói thẳng, về với Tân Dương quả là một dịp may. Nay công hầu và khanh tướng sẽ nằm trong tầm tay của đệ. Câm miệng lại. Đại huynh, nếu đệ đây chẳng nghĩ đến tình bằng hữu thì nghĩa đệ huynh đành đoạn tuyệt kể từ đây. Người quân tử phải biết cân phân hơn thiệt. Đừng giải khờ mồm hai chữ ngu trung. Chống với Tân Dương sẽ rước họa vào thân. Bằng phò minh chúa sẽ hưởng công hầu và khanh tướng. Câm miệng lại. Ta biết người đến đây với giả tâm làm du thuyết, dùng tiếng một lời ngon mong ta sẽ quỳ hàng. Đừng háo quyền sực mỡ mộng diễn dông, đừng lấy mùi thơm làm lung lạc phụng giao. Này như ta đây nín thọ tử bất nín thọ nhục, chữ tử xanh xem nhẹ tựa lòng hồng, chữ trung ta quyết sống vẫn một lòng. Dù óc gan lầy ta chẳng có đổi thay. Kẻ làm trai phải biết thức thông thời vụ, biết nương theo gió, biết ngó theo chiều. Ta khuyên đệ nên suy nghĩ thật kỹ càng, gió đã xây chiêu rồi cưỡng lại cũng công thôi. Thôi đi, hãy về đi đừng nói nhiều lời, đã hơ rồi không đệ không huynh. Vì bà lợi danh đành ban nghĩa ban tình, ban huynh ban đệ ban lời thầy xưa. Về đi hiền đệ. Ôi rõ lòng đúng liệt, một nghe già sắc hay son, thà chết cứu sang hà, dù nát thịt tan da. Đệ ơi ta ôm thử em, để rõ già giang hay tà, hay là người trung nghĩa, chẳng hay ban rẻ lương tâm. Thôi đi, thôi hãy cầm đi, hỡi kẻ giang
giả tuyên thề, nếu phản bội Tống Tào thề chết bởi gươm đao. Thật thế sao? Phải, lòng ta trong sạch chẳng chút bẩn nhơ, cốt giả dại giả khờ là để đánh lừa nhạc phụ. Hả? Đánh lừa nhạc phụ à? Đúng vậy. Đại huynh, nhưng tại sao? Tại sao đại huynh lại nhận tức quyền áo mão cưng đai? Kể trả hàng mưu nọ ta sắp bày, để rảnh tay lo toan mà cứu chúa. Lục Long hội trá hàng à? Để nhìn lại xem, chung quanh ta chẳng còn kẻ nhân tài để cứu giọt máu của quân dương còn sót lại. Kìa đế, em cười gì thế? Đại huynh, quả Tân Dương có mắt nhìn người. Thư mật báo, ngầm ta đây dò xét, để xem mai ai là người chống lại Tân Dương. Hả? Nghĩa là người đã biết nổi da tạo phản. Dần trăng tỏa sáng mang lại hơi ấm vô biên cho dân chúng khỏi đảo điên điên đảo phiền. Đại huynh, danh vọng vàng son không lai, chuyện chi sâu mài. Anh em có nhau tâm nguyện xin thề, chết nào đâu mà chờ qua tháng ngày tin vui gì đến với dân. Vì nước quên thân chung lo vì cù, đem ấm no về muôn nhà cùng yên vui. Lòng ta không đổi thay, tin đất trời chứng nguyện, khi tiết liêu cao sống chết cùng bên nhau. Nhưng đây là chuyện quốc gia đại sự, tại sao chưa có lệnh ta mà phu nhân lại? Bẩm phu quân, giết đàn bà là lo tề gia, nhưng xin cho thiếp được nói. Được, phu nhân cứ nói. Quốc gia suy vong, thất phu hữu trách. Những hạng người này phải có trách nhiệm khi đứng trước đất nước lâm nguy.
dù là phận nữ nhi, em nguyện ráng sức cùng chàng trừ phản tật. Đại huynh hãy về đi, em hứa là sẽ giữ lời. Ồ, thật vậy à? Phu nhân, đây là việc đại sự chứ không phải là chuyện đùa. Tại sao phu nhân dám hứa ẩu, hứa bậy, hứa càng với đại huynh ta? Ta hỏi nàng, tìm làm sao được có người đàn bà? Hiền đệ, hiền muội quá tin tưởng, chắc không đến nỗi nào đâu. Đại huynh đừng có vội tin vợ của đệ như vậy. Ta rất tin tưởng, ta rất tin tưởng. Thôi, bây giờ ta về, chờ đợi tin lành của hai em. Chúc hai em nhiều may mắn. Hẹn năm hôm sau, chúng ta sẽ gặp nhau tại cửa thành Nam, nơi nhà của Trương Tam. Sao? Thủ ngục Trương Tam đó à? Phải, hắn lãnh phần tìm mua đứa trẻ để thay vào Đông Cung Thái Tử. Đại huynh, đại huynh không cẩn thận vội vã quá rồi tin người. Hắn tuy nghèo nhưng vàng ròng không mua được. Vậy ta xét người không đến đổi lầm đâu. Bây giờ xin tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Lại. Trời ơi, tai họa lại đổ xuống đây nữa rồi. Đàn bà, đàn bà đúng là lắm chuyện mà. Tướng công, giờ quyết liệt đã đến rồi, thì khuyên chàng đừng phí sức. Đây chén sâm thang, xin chàng dùng đối mặt với kẻ thù. Phu nhân, uống gì được nữa mà uống. Ta đã nói với nàng nhiều lần rồi, việc quốc gia là chuyện đại sự chứ không phải là chuyện đùa. Nàng phải nhớ, phận đàn bà chỉ lo việc cầm kỳ thi họa thiếu tiểu giá mai. Tới đám dỗ, đám quái thì lo cúng ông bà ông giải, chứ đâu phải chuyện quốc gia, chuyện đại sự là chuyện của đàn bà. Vậy mà nàng dám hứa ẩu, hứa bậy, hứa càng với đại quân ta, làm cho công chuyện này nó rắc rối thêm ra. Bây giờ ta hỏi nàng, tìm đâu ra được người đàn bà có thích. Nặng nghĩa vua.
lòng ta vơi bơ khổ. Kìa, sao tướng công lại khóc? Khóc chẳng ít nước lợi dân, khóc chẳng làm nên nghiệp cả.
Bẩm bà. Điều chi? Dạ, tướng công đã hồi dinh. Hả? Tướng công ta hồi dinh à? Cho bay lui. Dạ, thiếp mừng tướng công đã hồi dinh. Mời chàng vào phu thê đàm đạo. Phu nhân, phu nhân vẫn được an khang đấy chứ? Tướng công, nhờ tình thương của chàng, thiếp vẫn an khang. Cho chàng diễn phục đậm phong sương. Phu nhân nàng chu đáo vô cùng. Kìa, đôi hài văn cũng thắm đỏ. Lục Long hội này quả cắn tu ngàn kiếp mới đắc ngộ phủ hiền đá. Mời tướng công. Thời lai phong tông đằng dương cát, gió đẩy mây đưa ta gặp phúc duyên. Tiếp mời tướng công. Vậy rượu hôm nay sao lại có mùi chua? Dạ, tôi thiếp chẳng tròn cử án tề mi, mong tướng công thứ tội. Nào phu nhân, nào có lỗi chi đâu, có lỗi chăng là rượu nhạc kia mà. Dạ bẩm tướng công, nhưng rượu này chàng vẫn thường dùng. Nhưng hôm nay thì có khác, vì cuộc đời đã thay đổi rồi. Thay đổi? Phải, quá cũ kỹ rồi. Thay đổi tất cả,
này bàn, này ghế, này thử, này dinh, phải đổi mới tất cả. Tất cả phải thay đổi luôn cả. Không, vợ thì chưa đổi. Quái lạ, Bình Nhật tướng công ta là người mực thước, bỗng dưng hôm nay sao lời nói cử chỉ lại như kẻ hàm hồ. Thay đổi tướng đi, lời nói lại tự cao. À, hay là thôi, ta biết rồi. Phải rồi, phải tìm hiểu nguyên do, phân ra đầu mối mới được mà. Đi vắng nhà sự gì hạch sát vợ con hả? Tướng công, tướng công. Chị đó phu nhân. Dạ, dạ bẩm tướng công, từ khi thiếp xuất giá vẫn trọn đạo tùng phu, thiếp vốn kẻ hiền ngu nhưng mà chiều chồng hết mực. Theo thiếp thấy thì rượu nhạt nhòa hương vị chát chua, hay là thiếp thay toàn đồ mới? Thay thế nào? Dạ, nào là đũa ngà chén ngọc bình vàng, thay rượu mới mà thiếp thay luôn bình cũng mới, như vậy có được không tướng công? Được chứ thay rượu mới mà bình cũ thì chán lắm phải không phu nhân? Dạ bẩm tướng công, nó đúng với cái nghĩa bây giờ, nhưng nó khác ở chỗ nào? Là bản chất của kẻ trượng phu, mất hết thủy chung học thôi phụ vàng, biết tắt về ngang mất hết vẻ quái hùng, thua một kẻ từng khuôn vàng thước ngọc. Phu nhân đã lầm gì đã trao thân, tưởng ai kia là phán ngang tông ngọc, nào về đâu chỉ là mơ ngủ độc nàng, khoác áo tu hành mà lòng lại chứa gươm đau. Phu nhân ta đâu có làm điều gì vậy, sao nàng dám nặng lời với ta như vậy? Nên nhớ, nàng thuộc hàng gia phong lễ giáo, đâu phải là phương thức học mà kiếp cùng đinh. Vì bởi tình ai nên thiếp mới nặng tình, để rồi giờ này mình lại bị miệt kinh. Mong sát gia nhân sông nước hữu tình, quên cả gia đình quên người vợ trung trinh. Phu nhân, sao nàng vẫn hờn ta rồi lại khóc? Ta đâu có quên nàng, ta vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ một mình nàng kia mà. Thôi đi, bao nhiêu nó đủ rồi. Chưa, vẫn còn thiếu. Ta thiếu vuốt mái tóc dịu dàng lỏng à, thiếu nụ cười êm ái lúc ban mai. Nè, tôi không có giỡn nghe chưa? Thiếu nụ hôn nồng nàn bên má lúc kề vai, thiếu hẳn nét châu mài khi e thèn. Phu nhân, ta có phụ bạc nàng đâu, sao nàng vội giận? Lục long hội này mãi mãi ngàn đời vẫn là của nàng phi yên. Thôi đi ông ơi, ông nói là của riêng tôi mà ba trăng qua ông vẫn bạc tin nhàn cá. Lúc nãy nè, ông trở về đây, ông chê bai thầm tệ, ông quán lát đủ điều à. Ông nói nào là này bàn, này ghế, này thử, này dinh, cũ kỹ quá rồi, phải thay đổi tất cả. Phải cũ kỹ quá rồi, đổi đi, phải thay đổi tất cả. Hai cả. Tôi có tội tình gì mà ông đòi đổi tôi chứ hả? Phu nhân, nàng đã hiểu lầm ta rồi. Ta muốn đổi đây không phải là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Sao nữa? Mà có nghĩa là cơ đã tới, tài chộp ngay, thời cơ để phất, thời thế đổi thay, thân trai dùng dây, bóng bá công hầu, khanh tướng đồ dương, giờ phút này đây không thể xem thường. Trong tay ta có cả hàng vạn hùng binh, đừng để người đời
với miệng khinh. Tướng công chàng nói chi tiếp nghe rất lạ, ai công hầu ai mộng ba đồ vương. Tướng công nói năng có vẻ hơi khác thường, xin bình tĩnh nói lại em nghe. Có lạ gì đâu, vua mới bằng hà phải chọn người thay vua. Phải. Bình chăng? Không. Ngộ độc chăng? Không. Lý do gì phải chết? Bị gia đình đâu? Ta tha hầu tất cả. Vừa có lệnh của ta bén mảng vào, ta sẽ chém bay đầu, nghe chưa? Hãy nói đi, thiếp đang nóng lòng muốn nghe. Tướng công nói đi, bị ai, bị cái gì? Bình tĩnh. Bị bức tử. Ai bức tử? Ai đồng quái đất này mà nàng hỏi? Thì ra sao nàng nặng tay với ta như vậy? Phu nhân đã hiểu lầm rồi nhé. Nào phải ta bức tử Tống Dương sao nàng vội giận? Vậy chứ ai? Ai vào đây? Quen lắm. Ai? Ai? Nhá. Sự thật, bức tử vua, giam hoàng hậu và đông cung vào ngục thất, rồi Diệu Ngọt bắt ký tờ thoái vị. Đến khi tờ thoái vị đã nắm vào tay, sẽ thi hành đến phương án thứ hai, trảm thảo trừ căn. Tương công
nhất trong muôn thuở. Nàng phải sống để cứu đồng cung thoát khỏi vòng lao ly mộng, xóa sạch vết căm hờn. Mạnh dạng đứng lên cùng nhau dẹp máng mây mờ. Ta tin tưởng ngày mai trời lại sáng, sáng long nàng và sáng cả trái tim ta. Lính ba mới xóa đi tội chu di cửu tộc. Hãy về nghiệp tống nên cắn răng chịu nhục, chọn kẻ trung can bao bất cứu sang hà. Phu nhân, phu nhân, sao nàng lại cười? Ta cười, cười vì ở đời sao có người quá dễ tin. Này, này ông tướng của tôi ơi, chắc câu chuyện ngày hôm nay đến khi nhắm mắt ông cũng không bao giờ quên được. Phu nhân, nàng nói gì ta chưa hiểu. Thôi đi, ngày xưa, ngày xưa Châu Du định dùng kỳ quả công, nhưng phải cần đến gió đông phong của Gia Cát Lượng mới có thể đốt cháy 83 vạn quân Tàu ở sông Xích Bích. Còn ngày nay chàng là vàng, tiếp là lửa, nhờ có lửa mới biết được tuổi vàng. Nhưng giờ đây chàng không phải là vàng, mà chàng là lửa. Lửa của chàng cũng thiếu sông Nhạc Gia, nhưng thiếu gió thì đừng mong phản bội. Hả? Có nghĩa là, nghĩa là sẽ thay mi trình lên dương phủ. Trời, sao hiểu rồi à? Ta đã hiểu rồi, ta đã nhìn thấy mi là con ác quỷ chứ chẳng phải là người. Ta lầm, rất tiếc ta và mi cùng chung chăn gối, rất tiếc ta và mi hẹn biển thề non. Cũng chỉ vì hai chữ vàng son, mi đã quên đạo lý, mất nhân tâm, không còn lý trí. Nè, mắng hơi nặng đó nha, mắng nhẹ nhẹ lại thôi. Trước khi ta chết, ta cũng phải nói cho vừa lòng hạ dạ, cho vơi bớt nỗi căm hờn. Quân Dương ơi, thần không tròn bổn phận tôi có, vì nhẹ dạ lầm tính con ác phụ. Sao hối hận rồi à? Nhưng mà thôi, dù một ngày cũng nghĩa Tào Khang, riêng thiếp đây không muốn phụ chàng. Giác ra, thiếp làm sao quên được những ngày thơ mộng. Tuy nói vậy, chưa hẳn là tuyệt vọng, thiếp sẽ cho chàng một ân huệ sau cùng. Ân huệ gì? Theo tân chúa viết đông phong và chinh hậu. Cấm miệng lại, hãy giết chết ta đi. Giết à? Đừng rỡn rỉ cho nhói tai, tâm quyết chẳng đổi thay, dầu chết để trọn ngay. Lời dịu dàng chàng chẳng lung lay, thì đừng có trách thiếp quên nghĩa Tào Khang. Nếu chàng muốn chết, nào phải thiếp trong tình. Nếu đầu hai kiếp khác, ta hận hết đàn bà. Đàn bà lỗi gì, ghét hết hay sao? Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Đàn bà là như vậy cả, miếng ngọt ngào lòng dạ lại chứa gươm đau. Xuống tay đi nào,
tình diện với Diêm Vương. Được, nếu chàng muốn chết, ta sẽ cho chàng tội nguyện. Nào, quỳ xuống. Đừng nằm mơ. Ta nên thọ tử bất nên thọ nhục. Cổ ta chịu đứt gối chẳng chịu quy. Quả lòng chàng chặt dạ, để sống nữa mà chi. Giết đi. Quay kiếm lại sát tổ. Hay lắm, tướng công. Tướng công ơi, thiếp vẫn biết tướng công là bậc chính nhân quân tử, ngọc báo trân châu, ngựa xe dòng lòng. Không làm sao xứng và anh hùng. Anh dần dương tỏa sáng trần gian, xin soi thấu lòng này. Xét kẻ trung can. Phu nhân ơi, bây giờ ta phải tính ngay, kẻo không còn kịp nữa. Tướng công, chàng tính cách nào? Lấy độc trị độc. Gậy ông đập lưng ông. Phải. Đây, tờ thông điệp ban giao giữa Kim và Tống. Ta đánh lừa Nhạc gia để có cơ hội viện binh. Quân Kim vào viện cớ đồng minh, lễ chúc thọ sẽ là ngày ta phục quốc. Tướng công, còn bây giờ? Bây giờ ta tạm biệt cùng nàng để cấp tốc lên đường sang Kim quốc. Tướng công, thiếp
niềm trung căng. Thiếp dứt câu tam tùng, chờ đợi ngày tươi sáng tỏa tan không còn đen tối. Em ơi, gạt lại sầu tiếng mưa, mong vua tướng ngồi dinh. Nàng vẫn tin ngày mai, ngày mai hết cánh điêu linh. Sông điêu linh lê sầu nhạc nhòa, rồi ngày mai nước mắt cho đôi mình sầu tình. Đại sự nè má. Hãy nói tới là lo việc quốc gia đại sự. Thân coi mấy thằng cha tù chưa xong mà nói tới là quốc gia đại sự. Trời ơi, tôi nói nhỏ nhỏ dùm một chút mà má ơi. Người ta đang rối ruột đây nè. Để coi coi, con Tư chồng mới cưới cách đây 4 tháng, chắc chưa có. Còn bà Bảy có thai cỡ 6 tháng. Ây chà chà chà, bà này 72 tuổi khó sanh là nghe. Anh Tam. Hả? Anh nói gì vậy anh Tam? Trời ơi, tao lo đại sự mà hỏi hoài hả? Tôi biết mà. Anh hết thương tôi rồi mà. Hãy nói tới là anh lo quốc gia đại sự. Đại sự để rồi cặp kè cặp bạn, quên hẳn bổn phận làm cha. Lá cà thanh lâu tủ đêm, hết gái rồi lại rượu chè. Nhớ ngày nào anh đứng đắn, nhà tuy bằng nhưng liêm khiết, nhưng nay anh hư đốn quá rồi. Nín nín cấm ngày nín đi bà nội, ai làm nên tình nên tội, sao bà lại vội mắng tôi. Tôi nào có rượu chè bè bét, lo chuyện đại sự tối ngày, gần bù đầu mệt muốn chết. Về đến nhà chưa có kịp cơm nước thì bị ngay một trận tơi bời. Chứ không phải sao, từ ngày cha tôi gả tôi cho anh đến nay, nhà tuy nghèo cơm canh đạm bạc, sống cứ hàng nhưng hạnh phúc bên nhau. Sớm tối ra giàu lo lắng
Bụng có rồi, có rồi rồi, kiếm đâu nữa? Trời, anh này có vô duyên không? Hả? Khi không rồi tự nhiên chỉ bụng người ta. Thì cái bụng em. Mà thằng nhỏ đó con của anh đó hả? Trời đất ơi, vậy chứ không lẽ con của Hà Bá? Quên. Bây giờ nghe lời anh nha. Bây giờ bỏ qua hết đi nha. Bây giờ vợ chồng mình tâm sự hàn huyên nha. Trời, dữ không à. Lâu lắm rồi mới thấy anh coi được á. Trời, nghe anh hỏi nè. Vậy chứ em có chữa hồi nào à? Trời đất ơi, đồ chết vàng vô ông Đức không? Anh là chồng tôi, anh ăn ở với tôi mà anh hỏi gì kỳ vậy anh ta? Không phải. Cái ý của anh muốn hỏi em cấn chữa ngày nào, có con anh ra đời được chưa đó chứ bộ. Đâu để em tính lại coi. Tính coi được lẹ lẹ đi em. Anh gì vô duyên quá. Trời ơi, gấp không? Hôm nay là 13. Còn 2 ngày nữa là rằm. Như vậy là 8 tháng 13 ngày. Đẻ được chưa? Trời ơi, sao anh vô duyên quá à? Mới có 8 tháng 13 ngày mà đẻ cái nỗi gì? Anh muốn hỏi á, là bao lâu mới sanh con được? Đúng ngày đúng giờ mới được. Đúng ngày đúng giờ có nghĩa là bao lâu? 9 tháng 10 ngày mới sanh nở. Nè, có ai sanh trước tháng không nào? Tùy theo người, làm quá sức để thai thì mới sanh trước, nếu không á thì 9 tháng mới sanh. Quá sức thì mới sanh trước tháng. Được rồi, kể từ giờ phút này anh ra lệnh cho em gánh 50 lối nước. Hả? Giặt 3 tháo đồ, đi bộ nguyên một buổi chiều, tối ngồi mai đồ giao. Trời ơi, bộ anh điên rồi hả? Không có điên cái gì hết trơn á trời, không có điên cái gì hết á. Anh ham con quá rồi, sanh liền cho anh một đứa con trai, mau lên. Trời ơi, sanh phải tới ngày, tới giờ, tới tháng mới sanh. Sanh cái gì bất tử như vậy? Bây giờ anh bắt buộc em phải sanh. Không. Sanh không? Không. Không phải không, được rồi, tại bà cứng cổ chứ thách tôi sao bạc tình nha. Anh ta. Anh ta ơi. Đau em quá anh ta. Sao không? Ơi. Đau ở đâu vậy? Đau đây nè, ôi đau bước cả chỗ, thân con đừng trời mẹ thêm mơ khổ, ôi nó chạy qua bên này, ôi nó chạy qua bên đây con ơi, mẹ đau, ôi mẹ khổ quá đi, thôi cao xanh hời. Rồi em đẻ anh ơi, lẹ lẹ mau lót ổ em đẻ anh ơi. Vô đây lẹ lên, coi chừng rớt đó. Trời ơi, thiệt là trời còn thương nó sanh mạng của Tử Hoàng, nó mới có người thế mạng. Anh ơi, anh ơi, xong chưa em? Giái sao anh đâu có biết? Thì anh giái 12 mũ bà, 13 đức thầy, giái cho mẹ tròn con vuông, giái nhanh đi anh. Rồi, giái liền nè. Dạ tôi là Trương Tam, quỳ giữa đất trời, xin gian giái 12 mũ bà, 13 đức thầy, tổng cộng là 25. Tôi 26, vợ tôi 27, con tôi 28, xin cho được mẹ tròn con vuông.
Mài dao. À, mài dao là cắt rốn cho con. Trời ơi, tội nghiệp quá. Sanh bất tử đâu kịp đi rước mụ. Một mình vừa sanh vừa cắt rốn cho con. Nghe tiếng nước, trời ơi, chắc tắm cho nhỏ luôn nữa. Trời ơi, thấy vợ tôi khổ, tôi cảm động quá. Sanh với con khỉ vô á. Ủa, sao vậy? Anh hồ em quá, em trọc chân em té. Trời ơi, nó quậy em một cái đau quá, tưởng đâu là sanh. Đến khi em vô trọng á, em bốc được một cơn nguội, em lập tức bỏ vô trong mộng, cắn cho nó đỡ đau. Ai về đâu ngon miệng quá, làm hết mấy về con cháy luôn, đóng thêm mấy ly nước trà vô nó mới chịu em cho. Trời ơi, còn ẹo ẹo nữa hả? Vậy là bà chưa chịu sanh phải không? Trời ơi, mới ăn no mà sanh cái gì? Thì đó vẫn còn đó, tháng này không sanh thì tháng sau sanh. Con của anh còn đó chứ mất mát gì đâu mà sợ. Nhưng mà anh muốn em sanh ngay bây giờ, tháng sau không có cần nữa, tháng tới mượn người khác sanh. Nhưng chưa tới ngày mà sanh cái gì? Không có ngày giờ gì hết á. Bây giờ tôi hỏi sanh không? Tôi nói không. À, không á, vậy là tại em chứ không phải tại anh nha. À, anh làm cái gì vậy? Anh Tâm, mổ bụng chứ làm gì? Hả? Coi gan thằng nhỏ này nó lì bao lớn. Hả? Anh Tâm. Vợ lòng chàng bao nở, để tiếng nhuốc nhơ hậu thế chê nhà cười. Ai đã làm cho anh trí loạn tâm buồn, chẳng trọn nghĩa phu thê, không vẹn niềm phu phụ, ơi em đẻ thiệt rồi. Thôi đừng làm bộ nữa. Đó nó, ôi da, ôi da nó chung ra. Ôi, vậy hả? Vô đi vô đi vô, coi coi chừng đẻ rớt không có nên đi vô. Con tôi, vợ tôi sanh rồi. Đa tạ trời Phật, đa tạ trời Phật. Anh ơi, anh ơi, ơi ơi ơi, anh ơi, anh dìu em ra đi anh. Em mới sanh đi đứng nhiều không có tốt. Anh Tam ơi, nhờ trời thương chắc kỳ này vợ chồng mình làm ăn phát đạt đó. Anh cũng mong vậy, để cho em bớt đi phần nào vất vả đó. Anh biết không, sanh thiếu tháng là một điều khó. Mà sanh mẹ tròn con vuông lại còn khó hơn. Vậy mà đại nạn đều qua tài lộc đưa tới. Em nói điều này chắc anh lên chức quá. Lên chức rồi chứ còn gì nữa. Lên chức làm cha, không chừng kỳ này anh không còn làm chủ ngục nữa, mà lên tới chúa ngục. Mà cái đó không có bàn cái này. Anh nắm ruột con của mình là trai hay gái à? Người ta thường nói vợ chồng mới ăn ở với nhau mà sanh con gái đầu lòng là làm ăn khá lắm đó. Em sanh con gái. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Bỏ vô, sanh lại, bỏ vô, sanh lại. À, vô duyên, anh đừng có khùng dữ vậy đó. Rồi bỏ vô, anh nói một, cũng phải bỏ vô. Đẻ lại dùm cho tôi. Chứ con nói bậy không có nên à, ông bà quở chẳng hơn. Tôi chỉ cần một đứa con trai, sanh gái làm gì chẳng có tương lai. Thì con nào cũng thế, trai gái cũng là con của mình. Quan trọng không thể nói.
vô. Giờ phút này trời còn hành hạ đài đoá chi, tất giả trung can thành bãi có trời, chứng giám dùng cho người ngay. Xanh đó. Anh Tam, anh làm cái gì kỳ vậy? Có chừng ngọt con kìa. Anh Tam, buông con ra, chết con bây giờ. Em giang ra đi, em không biết cái gì hết, giang ra. Không, em không giang, em không buông. Anh Tam, anh muốn giết con, phải không anh Tam? Giang ra. Hai vị ơi, có rồi hai vị ơi, con đứa bé thế mạng cho Đông Cung hoàng tử, nhưng nó không phải là trai mà là gái. Hả? Ai là bọn cô dân con tôi, ai cô dân con tôi? Huynh, trời ơi, nói đoạn trường này, hoàng thiên có thấu hay chăng? Lộc trung nghĩa thế gian này ai sánh kịp? Trương huynh quả là người trung liệt mà. Chị ơi, anh chẳng phải là người mất hẳn lương tâm vì muốn Đông Cung còn sống để sau này khôi phục lại ngai vàng nên mới đem con mình thi mạng? Không, con tôi là ruột của tôi mà, không ai có quyền cắt đứt tình mẹ con. Không, trả con tôi lại đây. Chỉ vì bà lợi danh mà họ đánh mất lương tâm, xô đầy giảng dân vào cánh đầu rơi máu đồ. Anh không phải là hạng hàng thần lơ láo để giết chết đi phần châu giá ngọc của linh hồn. Cũng chỉ vì vàng son mà đánh mất hẳn tình người, anh muốn chấm dứt đoạn đời làm thân chùm gơi để được thơ tới lòng mình chứ trọn đảo làm tôi. Hạt giống của cuộc đời ta gieo giữa ngày nay để kết quả mang lại cho người dân nhiều hạnh phúc, thì sức dốc tuổi đời anh không tiếc, em lại tiếc thương chi một đứa bé mới chào đời. Làm sao mẹ hết nỗi ưu phiền, nhớ đến con khi đôi lành là dùng thương. Cụ nhân sinh quá hết đoan trường, đường trăm luôn hết yêu thương sâu, tiếng hát trong tình ôi tiếng ruột bầm gan trước cảnh tử biệt sanh ly. Sao trò đời quá ư khắc nghiệt, đọa đài chi lắm kẻ trung can. Vì muốn cho sinh linh thoát cảnh lầm than nên anh phải cam đành cắt đi núm ruột. Chị ơi, bởi muốn cho Đông Cung thoát khỏi dầm lao lý nên anh quyết định đem con vào thế mạng cho người. Em quý chị hãy nén đau thương để lòng thêm sức mạnh, gan gốc tương đồng chinh nghịch cảnh la. Tôi bế con tôi lần sau chúa.
Thần xin kính bái nương nương. Kính bái nương nương. Đã đến giờ tá tân rồi à? Hay là Diệu Ngọt bắt ta phải châu phê? Không, ta bảo là không. Ta là mẹ con ta chịu chết, chứ không kế tờ nhường ngồi thoái gì. Thưa lĩnh bà, chúng thần vào đây không quá ký đem lĩnh bà đi tra tấn, mà cũng không ép buộc nương nương phải nhường ngôi thôi. Vì cho loài giả man âm mưu làm loạn chiếm đoạt cả giang sơn, mà thần vào đây để giải thoát cho lĩnh bà và đóng cung mong khôi phục lại sang à. Ôi nó ngọt ngào như sao lẫn lộ mùi tanh, hương vị lợi danh làm tà tâm nổi loạn, đánh mất tình người, mất thẳng niềm tin. Người đời mỉa khinh phải đâu là chữ trung, gió đã xoay chiều tùy theo cơn sông bảy, lấy những con thuyền vượt sóng gió đại dương, lấy nhục làm vinh mong chờ cơ hội, bắt kẻ gian trước thần dân mà đền tội. Đâu là sự thật khi trò đời đen bạc, mới ngày nào để vinh vinh, nhưng hiện nay thì tôi trầm chúa kinh. Nếu chúng thần đây một dạ lòng, xin tiên công tiêu diệt hết hai dòng. Thưa lĩnh bà, thời gian đã cấp bách lắm rồi, không còn kịp nữa. Vì sinh mạng của Đông Cung còn thì mới khôi phục lại nước non. Bằng không sẽ không còn người kế vị. Kẻ gian tà lắm mưu nhiều kế, muốn thoát khỏi nơi đây không phải là chuyện dễ. Ta chỉ e liên lụy cho các người. Thưa lĩnh bà, xin lĩnh bà đừng nên nghi kỵ. Vì chúng thần đã tiên liệu, nên đã sắp đặt cho người vào đây thế mạng. Sao? Thế mạng cho mẹ con ta? Tâu Vinh. Không, ta không thể làm như thế được. Ta không thể nhẫn tâm để cho kẻ khác chết thay mình. Lĩnh bà, nhưng đất nước này đang cần lắm kẻ sinh bảo vệ cho Đông Cung, mong khôi phục lại sang hà, đem niềm vui cho muôn nhà, đem máu ấm về cho toàn dân. Nhưng kẻ đó là ai? Ta mong biết rõ mặt mày để đáp tạ ơn dài. Vì mẹ con ta mà người quyết tử, mãn phụ Nam Bình Hầu hy sinh thế tử, còn thế mạng cho Đông Cung là con ruột của tôi. Chặt giả chẳng đổi dời, cho trọn đạo làm tôi.
giá bần mới tri hiếu từ. Xin nhận đi cúi đầu hai lạy, đền đáp thăm ân sanh tờ cho tất cả các tội nhân đúng ngày rằm thượng nguyên công nương hòa nguyện làm trai thí thực, cầu trời ban phước đức ban tuổi thọ cho cha, lệnh truyền cho các ngục mở ra cho công nương làm phước. Nghe đây, nghe đây. Ngô huynh, y như dự kế, linh bà ơi, cơ hội đã đến rồi, lại trời cơ nghiệp tống ban sẽ có ngày khôi phục. Dạ, cúi đầu bái tạ nương nương, xin thứ tội cho đứa con gái của tên loạn thần tặc tử. Nàng này đây là Lý Phiến, con của Lý Thiết Hổ, cha loạn thần, con lại trung can, nguyện liều thác để cứu nương nương và thái tử. Lý Phiến, con gái của tên loạn thần tặc tử. Linh bà suy nghĩ lại. Còn sống là cũng nhờ sự hy sinh.
sinh cao quý của người. Trời ơi, tự cất đi nấm ruột của mình để hy sinh cho kẻ khác. Nghĩa cử cao quý đó ít ai sánh kịp. Nhận một lãi này để đáp tạ thâm ân. Linh bà, nếu ngài sao khôi phục lại được thần dân, xin người hãy nhận đông cung làm dưỡng tư. Linh bà ơi, xin linh bà đừng làm thế. Thần làm đây là vì nước vì dân, nào dám ước mơ cung vàng điện ngọc. Linh bà, thời gian đã cấp bách lắm rồi, xin linh bà hãy trao ấu quân cho tiền nữ. Chậm trễ kịp lên đường để che mắt lũ gian. Lệ thi vĩnh biệt phu quân. Phu nhân tướng quân, ta lên đường kéo trễ. Kẻ hèn này không biết có mặt của công nương, xin miễn chấp. Ngài ngang nhiên vào đây với ý định gì khi chưa có lệnh của ta triệu đến? Thần cũng biết rằng rằm thượng ngôn là lễ đại thi của công nương, nhưng vì việc vô cùng quan trọng nên thần đây mới cái lệnh của công nương. Không có việc gì quan trọng bằng lễ đại thi của ta. Dạ bẩm, đó là việc của công nương, còn đây là việc quốc gia đại sự. Mật báo là có kẻ âm mưu giải thoát cho hoàng hậu và thái tử. Nhưng ngài đã bắt được bọn chúng chưa? Thần đang theo dấu vết chim hồng và cũng đã gần xa bẫy. Lễ đại thi của công nương xin tiếp tục, còn việc của thần là phải xét ca. Xin ngài cứ tự nhiên cho. Và nên nhớ rằng luật pháp hoàng gia không thể cho kẻ nào dám ngang nhiên chống lại. Trời hổ phù lĩnh tiễn và long phụng kim. Hả? Nếu ai nghịch bản, tiền trảm hổ tấu. Xin ngài tự nhiên tra xét. Đã xong, xin phiền công nương sang ngục khác. Cảm ơn quân hầu. Truyền sang ngục khác. Khoan, dừng lại. Xin phép công nương chờ đợi trong giây lát. Xin phép hoàng hậu. Xin công nương cứ tự nhiên. Truyền lệnh lên đường. Nam Bình Hầu, ngài hãy ở lại đợi lệnh ta.
văn phòng tứ bửu. Quân văn phòng tứ bửu. Hoàng hậu, bà đã nghe đọc rồi án lệnh, giờ chỉ còn con đường sống là phải tự phế. Giao lại chiếc ngai vàng thì đông cung mới được an toàn, và bà cũng nhẹ nhàng thể xác. Cầm miệng lại đi, hỏi loài gian ác. Thịt nát sư bán ta cũng không màng, tuy ngai vàng chẳng phải của riêng ta, nhưng không thể giao cho kẻ gian tà. Thiên dậu khui khui sợ gì bất lậu, lưới trời tuy thưa nhưng có lọt mãi lông hồng. Bao nỗi quan thương hận quan chất chồng, sẽ có ngày tàn bọn bay sẽ bị môi gan. Giữa cái sống và cái chết bà nó lựa chọn, nếu không nghĩ đến thân thì bà cũng phải nghĩ đến tử hoàng. Không lẽ bà lại lấp mắt tai ngó mà nhìn, để cho con mình thịt nát xương tan. Thì quá dã man, hình cũ phải rõ ràng để xem ông hoàng có chịu nổi hay không. Lúc tận miếng da để xem mũ đàn bà gan mập cỡ nào dám chống lại ta. Mày đâu? Dạ. Đem thái tử đến đây cho ta. Dạ. Dạ. Hơi. Chú đây. Hoàng hậu nên nhớ, cơ may chỉ đến một lần. Nếu không suy nghĩ kỹ đừng trách ta độc ác. Khi dứt ba hồi chiến lệnh, nếu bà không chịu ký tờ thoái vị thì đông cung thái tử sẽ bị xử giáo. Bày đâu? Dạ. Hồi chiên thứ nhất. Sao im lặng? À. Hội chiến thứ hai. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Chuẩn bị. Dạ 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 dạ, bẩm thừa tướng, không phải là con trai mà là con gái. Con gái. Dũng hoàng tử đâu? Tại sao hoàng tử đâu? Trời con gái. Hoàng hậu, hoàng tử đâu? Con tiện tỳ khốn nạn kia, nghe ta hỏi, chúng mày giấu ở nơi đâu? Khốn hồn thì khai mau cho rõ, hoàng tử hiện ở nơi nào? Nói mau đi, bằng không thì tan xác. Để coi giữa ta cùng với bà ai là người nắm trọn vàng sàng. Mấy đâu, nghe lệnh của ta, lệnh ban ra lập ngài pháp trường. Nam bắt đầu. Dạ. Con ngài hãy làm giám sát cho ta. Hả? Sao tôi làm giám sát cơ? Hãy. Dạ. Thưa ngài, tôi là lính. Khi dứt ba hồi chống lệnh, mắt ta phải trông thấy con đàn bà kia bị xẻo từng miếng thịt. Bày đâu? Hồi trống thứ nhất. Oh.
đừng nên thương xót. Ai ơi thấu cho tận lòng ta, của mình rồi sẽ ra sao? Gì lo, bất quá theo ông bà ông giải chứ gì đâu. Còn số phận những người này được giảm án tử hình. Kìa, Hiền tỷ. Hiền tỷ, tại sao Hiền tỷ biết chúng em lâm nạn mà đến đây giải nguy vậy? Khi qua mắt được kẻ gian, lập tức chỉ đưa hoàng hậu ra đến cửa thành Nam, nhưng biết chắc rằng hai em thế nào cũng bị nạn, cho nên chỉ quyết tâm ở lại đây. Vậy con hoàng hậu và thái tử hiện giờ ở nơi đâu? Hoàng hậu và thái tử đang trên đường sang Kim Quốc. Kìa đại quân, phu quân, phu nhân, hiền đệ, hoàng đế Đức Kim đã bằng lòng giúp cho ta khôi phục lại ngai vàng. Đây, hổ phù lĩnh tiễn, hiền đệ hãy cầm lấy đến cửa thành Nam, nắm 80 vạn quân binh theo diệu kế mà thi hành. Tuân lệnh. Tạm biệt. Tạm biệt. Đến nơi rồi, việc còn lại ta giao cho nàng, phu nhân phải làm nội ứng. Hay lắm, con không ngờ là cha có mặt đúng lúc phải không? Quả là hổ phụ sinh hổ tử, cha rất hạnh diện khi con gái của cha, con gái của cha dùng kế ly gián rất thành công, giúp cha giết chết được Lưu Cái Xương, trút đi phần gánh nặng. Rồi bây giờ con định đi đâu và làm gì? Cha ơi, xin cha hãy tha thứ tội bất hiếu cho con. Những việc con làm là vì cha, vì sanh mạng của cha. Và cha cũng vì con, vì tương lai của con, vì hạnh phúc của hai con. Nhưng con đã đi ngược lại chí hướng của cha rồi. Hiện giờ con tính đi đâu? Dạ, con về đâu? Dạ. Thôi, cha đã chọn rồi. Cha đã chọn sẵn cho vợ chồng con một con đường cung vàng, điển ngọc, gạt tia,
con không chịu thì cha sẽ chọn cho vợ chồng con lên vàng quả. Ai da, buông tâu này hả? Khách của thành là bị bao vây. Lui. Dạ dạ. Chuyện gì? Buông tâu này hả? Tất cả các khối lâm đều bốc cháy, trong nội thành có nội gian. Trời! Nội gian. Trời ơi, ta giết Lưu Ký Xuân quả là một điều sai lầm. Còn Tiễn Ti, mày vì chồng mày mà phản lại cha mày. Nhạc gia, mày phải chết. Cha, phu nhân. Không, nguyện chết dưới súc sinh là cũng gì mì à nó phan trà công lao sinh dưỡng mẹ cha mi đành à phủi rồi à giết mi lòng ta đây mới ăn không còn cha con à. Không còn tình cha con, bao ước mơ này đã tan rồi, giờ còn chẳng là đâu. Hằng
chết thì mày, mày không thể sống được. Dừng tay lại. Hỏi tên phản thần, mì đã bị bao vây, đến phút này đừng mong dùng giấy. Dù còn một hơi thở cuối cùng, ta cũng biết cùng bọn bay sống chết. Tên gian tặc, người đã rơi gươm, giờ đền tội đã đến. Quân dẫn Lý Thiết Hổ ra trước mặt thần dân, lóc từng miếng thịt để vui lòng trăm họ. Đi dừng lại. Cha, xin các vị rộng lượng thứ tha, tôi cha làm con xin được thay mạng. Tôi lại các người, tôi lại các vị, nên tha cho cha tôi toàn mạng. Phu nhân, phu nhân, giao đệ đại huynh, xin giao đệ nghĩ tình, bao nhiêu công lao của nàng mà tha cho Nhạc Gia anh còn mạng sống. Con tôi, bao nhiêu tội ác cha đã gây ra hậu quả, giờ này con tôi phải trả nè trời ơi. Tất cả chỉ vì tham vọng. Ngai vàng ơi, ngai vàng. Xin tất cả mọi người tha lỗi cho tôi. Con, cha xin con tha lỗi cho cha. Cha không ban được hạnh phúc cho con, mà cha lại ban cho con những điều bất hạnh. Quả phước rủi may bởi tại ai, việc làm phải quy tự ta giấy. Tại sao lại phải để con tôi trả nè trời? Không, cha không đang sống. Xin thật dân thư tha cho tên loạn thần tặc tử, phản bạn quên thề, tất cả chỉ vì tham vọng. Nhạc gia, phu nhân, quân mang xác Lý Thiết Hổ đi. Cha, phu nhân, cha bỏ con à. Phu nhân tỉnh lại đi, phu nhân. Phu quân, em chết dưới tay cha em, làm mãn nguyện lắm rồi. Không, nàng không thể nào chết, nàng không thể bỏ ta. Người đâu? Nghĩ rồi, không còn kịp nữa. Phu nhân, hãy để tiếp nhìn mặt phu quân lần sau cuối. Phu nhân. Thân xuân xanh
nàng cuối cùng mới tìm được bến đậu của tương lai, thì nàng cũng sắp lìa ta mãi mãi. Dạ rời câu kim cài mắt lệ nhòa tuôn khóc biệt ly tình. Lòng nghe quặng nhói, nhìn người yêu tôi sắp lìa đời, trời già xui chi đôi dời. Tay trong tay lệ sầu tình buồn nhân thế, ôi tan nát tâm hồn không còn nàng ta sống với ai. Thiếp đi trước mới tránh được mọi chông gai, chàng đi sau mới thấy được mùi cay. Chờ đợi ai lại sang cuồng thiền vẫn yêu đương tiếp trong chờ người tình. Nàng đừng vội xa anh, thiếu em tim ta khô hết. Nàng đừng làm ta sợ. Phu nhân.